Xin chào các bạn, trong quay trở lại kênh thuyền của Tính Flu, tôi sẽ mở một món đồ tôi mua ở Shopee về. Đó là cái lọc gió động cơ Winasen. Đây, shop ghi là quay video khi gặp sự cố nhé. 15 tháng 4 tôi đặt thì nay là 18-19 rồi. 67.600 cả tiền ship bên đây. Thì về mình tự thay thôi. Các bạn nếu mà không biết thay, bạn ra ngoài ngõ người ta cũng lấy cái hàng để lắp cho các bạn thôi. Bạn tự thay, tôi sẽ có một video hướng dẫn thay, hướng dẫn vệ sinh các kiểu cho các bạn nhé. Các bạn theo dõi kênh của mình nhé. Rồi tôi sẽ mở hộp về. IKEA Moped hiện được bị vận chuyển. Cái này nó chỉ có lắp thì các bạn chỉ đặt vào như bình thường, đặt vào nó không có gì quan trọng. Đấy, các bạn muốn mua sản phẩm này bấm link mô tả phía bên dưới nhá, mình không bán nhá, mình là người mua thôi. Video mình xin làm dừng đây, các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.